bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Doggily Pet Shop. Thì hôm nay Diễm sẽ giới thiệu các bạn về một giống chó tên là Shih Tzu. Shih Tzu là một giống chó tiểu thư bởi vì nó mang một vẻ đẹp rất là xinh đẹp và một cá tính sang chảnh quý tộc. Shih Tzu còn có tên gọi khác là chó Tây Thi. Vì cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình cho nên giống chó này còn được mệnh danh là mỹ nhân Tây Thi của Trung Quốc. Cùng Diễm tìm hiểu về những nét nổi bật của giống chó này nha. Chó Shih Tzu có nguồn gốc từ cao nguyên Tây Tạng. Dựa vào công cuộc giám định gen, các nhà khoa học đã xác định là giống chó này xuất hiện từ ít nhất 10.000 năm trước. Có nghĩa là nó xuất hiện sớm hơn cả giống chó ngao đặc trưng của vùng đất Tây Tạng này, là một trong 14 giống chó được phát hiện sớm nhất trên thế giới. Hiện nay thì giống chó này đã trở thành một trong những chó cảnh được nhiều người biết đến và yêu thích, trong đó có Từ Hy Thái Hậu và Phí Bảo Rory. Chính hai người này đã nâng tầm đẳng cấp cho giống chó này. Shih Tzu là một giống chó mang nhiều đặc điểm ngoại hình đặc trưng mà chỉ cần nhìn vào một lần thôi là bạn có thể phân biệt được giữa chúng và những chú chó khác. Các bé Shih Tzu có kích thước cơ thể khá nhỏ nhắn, chiều cao trung bình của chúng từ 23 đến 25 cm và cân nặng phổ biến là 5 đến 7 kg. Phần đầu của Shih Tzu khá tròn với phần trán gọng, cùng với đó là đôi mắt to tròn như hòn bi màu nâu đen hơi lồi ra ngoài, nhìn đôi mắt lúc nào cũng ương ước ngây thơ như một đứa trẻ. Mũi của Shih Tzu hơi hớt mõm ngắn và cái miệng nhỏ nhắn. Đôi tai của chúng khá to và dài, tai gù xuống hai bên mắt và được bao phủ bởi lớp lông cực dày. Chân của Shih Tzu hơi ngắn nhưng bước đi lúc nào cũng uyển chuyển thướt tha, dáng đi khoan thai với cái đầu luôn ngẩng cao, cái đuôi ve vẩy đúng chất của một chú chó hoàng tộc. Shih Tzu sở hữu một bộ lông rất là dày và hai lớp. Bộ lông này sẽ giúp cho nó trở nên mập mạp và dễ thương hơn. Khi còn nhỏ thì bộ lông chưa có thẳng và hơi xoăn. Khi lớn lên thì lông sẽ dài hơn và thẳng hơn. Lông của nó rất là nhanh dài nhưng mà lại ít rụng. Để giúp các bé cún di chuyển thoải mái hơn, bạn hãy thường xuyên cắt tỉa lông cho chúng hoặc buộc lông lên như là buộc tóc. Như vậy lông của các bé vừa không chạm đất mà lại kêu xa và quý phái hơn. Shih Tzu là giống chó sở hữu màu lông vô cùng phong phú. Những màu lông phổ biến phải kể đến như là trắng, đen, nâu, màu kem, vàng hoặc pha trộn giữa hai màu như xám với nâu đỏ, trắng với nâu. Shih Tzu không chỉ sở hữu ngoại hình dễ thương mà còn tính cách cũng cực kỳ đáng yêu, sống tình cảm, gần gũi với chủ nhân. Chó Shih Tzu luôn sống tình cảm, chúng luôn để ý đến cảm xúc của chủ nhân. Khi chủ vui thì chúng cũng vui và khi chủ buồn thì chúng cũng buồn theo. Shih Tzu rất thích chơi với trẻ nhỏ. Khi ở gần những cô chủ, cậu chủ nhỏ, chúng luôn tỏ ra thân thiện. Những chú bé Shih Tzu sẵn sàng cho cô cậu chủ cưng nựng thoải mái, nhút nhát với người lạ. Dù rất thân thiện với trẻ em, nhưng khi gặp người lạ, những chú cún Shih Tzu tỏ ra vô cùng nhút nhát. Trong mắt chúng, những người lạ khiến chúng không có cảm giác an toàn. Mặc dù không cao lớn như các giống chó khác, nhưng Shih Tzu sẽ sẵn sàng chiến đấu khi có nguy hiểm đe dọa. Thông minh và hiếu động. Shih Tzu là giống chó có tư chất thông minh. Chúng thích khám phá thế giới xung quanh, dù ngoại hình nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng thích chạy nhảy, nô đùa. Các bé Shih Tzu có tính cách gần giống như những đứa trẻ, chúng rất thích gặm nhấm. Vì vậy, nếu nuôi giống chó này, bạn nên mua thật nhiều đồ chơi để chúng chơi khi buồn mồm. Thi thoảng lại tỏ ra bướng bỉnh, vốn là dòng chó quý tộc, quen được hầu hạ, cung phụng nên sẽ có đôi lúc Shih Tzu tỏ ra ương ngạnh. Chúng thích mọi người chú ý đến mình thông qua những tiếng sủa, hành động phá phách. Một khi đã không thích điều gì thì chúng nhất định sẽ không bao giờ làm. Vì vậy, để giảm bớt sự bướng bỉnh của Shih Tzu, bạn cần dạy dỗ cún ngay từ nhỏ, đừng quá cưng chiều, mà lúc nào dạy thì phải ra dạy. Về chế độ ăn uống, chó Shih Tzu có thể hình nhỏ nhắn nên quá trình trao đổi chất trong cơ thể thường rất nhanh. Tuy nhiên, lượng calo tiêu thụ lại không thể nhiều bằng các giống chó lớn. Chế độ ăn của Shih Tzu cần đặc biệt chú trọng từ nguồn thực phẩm cho đến chất lượng dinh dưỡng cần dung nạp. Để cơ thể cún dồi dào năng lượng, bạn nên ưu tiên các loại thực phẩm giàu protein và chất béo, ví dụ như thịt lợn, thịt bò, thịt gà. Nên bổ sung cho cún các loại trái cây, rau củ chứa nhiều vitamin và chất xơ. Các bữa ăn hàng ngày nên chia thành nhiều bữa nhỏ để cún dễ hấp thụ hơn. Để bé Shih Tzu của bạn trở nên khỏe mạnh và xinh xắn thì khâu chăm sóc là khâu quan trọng nhất, đặc biệt là việc chế độ ăn uống. Để chăm sóc sức khỏe tốt cho một bé Shih Tzu thì việc đầu tiên bạn nên làm là cho các bé đi tiêm phòng đầy đủ và đúng định kỳ để các bé có thể có sức đề kháng tốt và sức khỏe mạnh. Bộ lông của Shih Tzu để giữ ấm và tạo cho chúng vẻ đẹp sang chảnh, nhưng chính bộ lông này cũng dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây bệnh viêm da.
Vậy nên hàng ngày bạn cần chải lông thường xuyên cho chúng. Vào những ngày thời tiết oi nóng thì cách 3 đến 5 ngày lại tắm cho cún một lần. Còn những ngày trời lạnh thì 2 tuần mới tắm một lần cũng được. Hay mắc các bệnh về tai, mắt, mũi. Chính vì thế mà mỗi ngày bạn cần dùng khăn bông thấm nước và lau tai, lau mũi. Ngoài ra còn dùng thêm dung dịch chuyên dụng để nhỏ mắt cho cún. Nếu có điều kiện, bạn nên cho cún ra ngoài đi dạo tầm 3 lần một tuần. Việc này sẽ giúp cho cún vận động nhiều hơn và giải tỏa căng thẳng khi phải ở nhà quá lâu. Giá chó Sích Du hiện là bao nhiêu? Chó thuần chủng không giấy tờ dao động từ 16 đến 20 triệu đồng một bé, tùy thuộc vào ngoại hình, nguồn gốc của bố mẹ. Giá chó Sích Du thuần chủng đầy đủ giấy tờ VKA, microchip, chó bố mẹ sinh sản trong nước có giấy tờ VKA, dao động từ 20 đến 25 triệu đồng một bé. Bố mẹ nhập khẩu có giá dao động từ 25 đến 35 triệu đồng một con. Cả chó bố và mẹ nhập khẩu giá từ 30 đến 40 triệu đồng một con. Giá của những chú chó Sích Du phụ thuộc lớn vào độ thuần chủng. Những chú chó Sích Du được nhập từ châu Âu, Thái Lan có da phả khủng và có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và ngoại hình đẹp thì có giá lên đến 10.000 USD một bé. Giá của một chú chó Sích Du không phải là quá cao, nhưng việc để tìm mua một chú chó đẹp thuần chủng thì không phải là một chuyện dễ. Vì vậy là bạn cần tìm một nơi để mua những chú chó Sích Du uy tín. Dogwilly hiện tại là nơi chuyên cung cấp những chú chó Sích Du thuần chủng, đẹp, khỏe mạnh, sẽ là một địa chỉ uy tín để bạn có thể chọn cho mình một chú chó Sích Du thuần chủng và sức khỏe tốt nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì mọi người hãy liên hệ ngay cho Dogwilly nha. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về video của Dogwilly. Bye bye!